chắc chắn là có sự khuất tất ở đây sếp ạ. Các anh phải có câu trả lời rõ ràng của bọn em. Sao nào? Nội bộ Giang Khánh dạo này có vẻ không ổn vậy? Long hổ tranh hùng à? Được. Sáng dịp này tôi cũng muốn lắng nghe ý kiến của anh em. Sếp Giang nói quá lời. Làm gì có long hổ tranh hùng đâu ạ. Chẳng qua có một số việc các bên chưa hiểu nhau. Mà tôi thì không đành lòng để cho anh em gắn bó với Giang Khánh lâu năm phải chịu thiệt. Nên mới xin sếp có buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Hôm nay ở đây có các kỹ sư đã làm việc nhiều năm cho công ty nhưng đột ngột bị cắt hợp đồng, lý do cũng không rõ ràng. Tôi muốn để họ trực tiếp lên tiếng và cũng mong phía cậu Lâm có một lời giải thích sao cho thỏa đáng. Thưa anh Giang và các anh chị, từ khi anh Lâm tới với Centino thì em nghĩ em chỉ có một thiếu sót duy nhất, đó là buổi anh Lâm yêu cầu các đội trưởng họp lại. Nhưng vì anh báo đột ngột nên em và một số anh em vắng mặt. Em không nghĩ chỉ vì như thế, cộng với việc xô xát nội bộ, mà anh Lâm trực tiếp cắt hợp đồng của tụi em như thế. Em cũng xin có ý kiến ạ. Về chuyện xô xát thì người bị thương nặng nhất là người thân tín với anh Lâm. Nhưng mà đã là đánh nhau ấy thì ai cũng là người bị thương. Tại sao chỉ có bọn em bị đuổi việc? Chắc chắn là có sự khuất tất ở đây sếp ạ. Hôm nay các anh phải có câu trả lời rõ ràng của bọn em. Dạ thưa sếp Giang, tôi đã hỏi lại anh em là tại sao lại không phối hợp với cậu Lâm từ lúc cậu Lâm tới Centino. Thì đúng ra là có nội tình đấy ạ. Tôi điều cậu Lâm sang hỗ trợ. Lúc đó Centino có vấn đề bị phản ánh liên quan đến tiến độ lẫn chất lượng công trình. Giờ là phụ trách hẳn. Nói một cách sòng phẳng, cậu Lâm chính là người chịu trách nhiệm cho tất cả các vấn đề lớn nhỏ tại Centino. Lâm, cậu có ý kiến gì không? Cảm ơn sếp Giang và các anh em đã dành thời gian cho buổi gặp mặt ngày hôm nay. Tôi vốn là người khô khan cho nên chỉ nói chuyện bằng con số thôi. Tôi sẽ cụ thể những vấn đề về chuyên môn và cả tài chính nữa. Tôi đã tổng hợp tất cả các số liệu này của bên tài chính kế toán, bên cung ứng vật liệu và cả bên giám sát nữa. Tôi còn làm bản tổng hợp PowerPoint cho tất cả mọi người tiện theo dõi. Và đó cũng là câu trả lời cho việc tại sao tôi chấm dứt hợp đồng.